Xin kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì em giới thiệu một sản phẩm cực kỳ là hot luôn. Chiếc này thì không phải là quá là nhiều quý anh chị quan tâm, không phải dành cho số đông. Tuy nhiên là nếu như anh chị nào mà thích xe Nhật, mà thích những chiếc xe này á, thì sẽ rất là ưng này. Đó, đây là chiếc Pajero Sport được sản xuất năm 2021, xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Và chiếc xe này là phiên bản một cầu máy dầu mới nhá. Đó, trước hết thì mời mọi người nhìn qua cái phần đuôi này trước, sau đó chúng ta sẽ nhìn cái phần đầu xe sau. Ở đây được trang bị một cái giải đèn hậu full LED cực kỳ là đẹp luôn. Nếu như để so sánh với một chiếc xe ở trong phân khúc và trong cái tầm tiền này, để cạnh tranh cái giải phong cách, thì cá nhân em cực kỳ là ưng ý và sẽ vote ngay cho chiếc xe này một cái điểm cộng cực kỳ lớn. Đó, mọi người có thể quan sát thấy chiếc xe này thì được trang bị thêm màu ngoại thất là màu nâu và bên trong nội thất là màu đen mọi người nhá. Em sẽ cho mọi người xem ngoại thất trước, sau đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu vào bên trong nội thất. Đó, la răng thì được trang bị la răng phay. Chiếc xe này thì không phải quá nhiều anh chị quan tâm và thích cái dòng này, nhưng mà nếu như ai quan tâm và đã tìm và sở hữu nó thì chắc chắn sẽ hiểu về chiếc xe này nhiều hơn. Chiếc xe này của em thì được chủ xe trang bị thêm một bộ hệ thống camera 360 độ mọi người nhé. So với một chiếc xe ở trong phân khúc ấy, trong cái tầm tiền là chúng ta có thể cạnh tranh với đối thủ trực tiếp như là Toyota Fortuner ạ, hoặc là những đối thủ khác, nhưng mà chiếc Pajero Sport này có một cái giá thành xe mới thì khá là cao, nên là nhiều anh chị không dám lựa chọn chiếc xe này. Tuy nhiên là xe cũ bây giờ thì chủ xe cũ họ đã khấu hao được rất là nhiều rồi, bây giờ các anh chị mua sau thì sẽ được hưởng cái phần khấu hao đấy rất là nhiều và sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều khi mà chúng ta đi mua những chiếc Pajero như thế này. Bởi vì xe mới nó khá là đắt nên là mọi người, nhiều người sẽ ngại, không dám đầu tư cho một chiếc xe để sử dụng như thế này. Nhưng mà bây giờ thì xe cũ nó đã giảm giá rất là sâu rồi, giảm rất là nhiều. Như chiếc xe này chẳng hạn là nếu như so xe, giá xe mới thì đã tiết kiệm được khoảng 500 triệu so với các anh chị mua mới rồi. Còn nếu như mà mua so với những chiếc xe để so với Fortuner thì cũng lệch Fortuner vài 300 triệu. Đó, thì tội gì mà chúng ta không tham khảo đúng không ạ? Vẫn là máy dầu một cầu và vẫn là xe Nhật, thật sự là rất là bền bỉ và dòng này thì cũng khá là hay. Chạy cảm giác lái của nó cũng rất là thích mà nó cũng khá là bốc. Kiểu dáng thì cũng khá là đẹp, la răng phay này, đầy đủ hết các cái tính năng của một chiếc xe máy dầu mà chúng ta đang cần. Màu nâu đất mọi người nhá. Từ những cái chi tiết nhỏ nhất là những cái mép như thế này này thì đều khá là chuẩn chỉ và ok. Tất nhiên là về nước sơn thì chúng ta không thể tránh được những cái hao mòn, cái xước sát mà chúng ta tuốt tát lại. Tuy nhiên là chiếc xe này đời 2021 một chủ nên là còn khá là giữ. Khung lịch sử bảo dưỡng nhá mọi người nhá, đầy đủ hết ạ. Các anh chị có thể qua trực tiếp cửa hàng em ở số 3 Nguyễn Khánh Toàn để xem xe và trải nghiệm về dòng xe này, hoặc là có thể chạy thử, hay là mang bất kỳ mang vào bất kỳ đơn vị nào để chúng ta kiểm tra chất lượng, test thoải mái mọi người nhá. Các anh chị nào đang phân vân mua một chiếc Fortuner hoặc là một chiếc xe máy dầu với cái dòng này, hay là đang tìm hiểu một chiếc xe máy dầu mà chưa đủ tiền để chúng ta có thể sở hữu được ngay một chiếc xe mới, thì đây là một sự lựa chọn vô cùng hợp lý đấy. Chủ xe cũ đã trang bị hệ thống camera 360, màn hình giải trí Android thông minh rồi mọi người nhé. Xe của em hiện tại chạy được 50.000 km. Cái này thì do ánh đèn ở đây nó hơi quáng nên là chúng ta sẽ rất là khó quan sát được cái đồng hồ công tơ mét ở đây, do nó hơi bị bóng ạ. Xe của em chạy 50.000 km mọi người nhé. Ở đây thì chúng ta còn có cả những cái cảnh báo rồi tiền va chạm này, rồi những phím tinh chỉnh đề nổ start stop và những phím tinh chỉnh trên vô lăng như này, ra lệnh bằng giọng nói này, đàm thoại rảnh tay, nghe nhạc, rồi gảy số vô lăng, đó, điều hòa auto tự động, phanh tay điện tử, cũng rất là nhiều những cái tính năng nữa để cho mọi người có thể tham khảo cho cái dòng xe này mà cá nhân em đánh giá cực kỳ là cao so với cái tiền nhá, và so với những cái chi phí mọi người đang định đầu tư. Như vừa rồi em có nói, nếu như các anh chị đang tham khảo một chiếc Fortuner đời cũ hoặc là những chiếc xe 7 chỗ máy dầu khác mà đời 21 ấy, mà đời cao ấy, thì giá của nó đang rất là cao, giá cao hơn chiếc này của em rất là nhiều đấy ạ. Thì mọi người sẽ tham khảo nhé. Hoặc là các anh chị đang quan tâm một chiếc xe Pajero này mà quan tâm xe mới ấy,
thì có thể tham khảo lại chiếc xe này của bên em. Bởi vì giá của chiếc xe này của bên em ấy thì êm hơn xe mới rất là nhiều. 7 chỗ thì đa số là cái phần hàng ghế thứ ba này mọi người không dùng mấy đâu. Và chúng ta sẽ có một cái cốp để đồ vô cùng là tiện lợi và thoải mái. Cốp thì được trang bị cốp điện mọi người nhá. Đó. Màu sơn màu nâu. Màu này thì cũng không dành cho số đông, nhưng mà đa số những anh chị nào mà hợp mệnh hoặc là thích cái màu nâu này thì sẽ rất dễ vào việc này. Đó. Về tổng thể thì cá nhân em đánh giá chiếc xe này so với một chiếc xe ở trong phân khúc, trong cái tầm tiền này thì là ok và đáng để chúng ta đầu tư. Đó. Mà mua cho gia đình sử dụng thì thật sự là quá là tuyệt vời luôn, quá là hợp lý luôn. Đó. Phần táp lô ở đây cũng rất là mới và đẹp. Rồi, để em xin nhắc lại với mọi người thêm một lần nữa để cho mọi người tham khảo và nắm được thông tin nhé. Chiếc Pajero Sport phiên bản máy dầu một cầu được sản xuất năm 2021, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Giá của chiếc xe này thì hiện tại bên em đang bán với giá cực kỳ hợp lý thôi, 888 triệu. Nếu như các anh chị mua mới thì đâu đó sẽ đăng ký vào khoảng cỡ 1 tỷ 3 mọi người nhé. Còn nếu như so với Fortuner thì các anh chị sẽ mua vào đâu đó nó rơi vào khoảng cỡ khoảng 1 tỷ 50 nếu như mua xe cũ Fortuner ở đời này, đời 21 so sánh cùng với nhau. Thì thật sự cá nhân em thấy vô cùng là hợp lý so với những cái giá trị mà nó đang có và những cái gì mà chúng ta sẽ đầu tư ra. Đó. Chi tiết hơn thì các anh chị vui lòng alo trực tiếp cho em với giá để chúng ta có thể thương lượng và trao đổi, cũng như là có thể đổi các loại xe mà các anh chị đang cần. Cảm ơn mọi người đang theo dõi video này của em. Các anh chị cần mua bán trao đổi thì đều có thể liên hệ với số điện thoại em đang để trên màn hình, hoặc là cần chi tiết trao đổi cận kẽ hơn về chiếc xe này, hay là muốn đổi các chiếc xe của anh chị đang đi để dùng chiếc xe này của bên em thì có thể alo trực tiếp cho em mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em ở trong video này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Mọi người nhớ địa chỉ cửa hàng em nhé, ở số 3 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội. Các anh chị qua đây xem xe và có thể tham khảo được từ dòng xe này ra. Ngoài dòng xe này ra thì bên em còn nhiều dòng xe khác để cho mọi người có thể xem và tham khảo thêm, và những sản phẩm nó hữu dụng hơn thì để cho mọi người có thể lựa chọn. Xin chào và hẹn gặp lại.